mặc dù là cái tông phái hay là cái pháp môn tu khác nhau, nhưng mà cái cốt lõi thì vẫn là đồng nhất. Thì cái sự đồng nhất đó là cái gì? Thực ra là mình thấy tất cả các cái tông phái, dù là tu tập như thế nào, thì vẫn lấy cái tâm là chính. Có phải không? Quý vị có thấy phải như vậy không? Trong đạo Phật mình á, thì lấy cái tâm là chính. Và Đức Phật trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật Ngài dạy là cái tâm của chúng ta đó vốn là rất chói sáng. Đức Phật Ngài gọi cái từ Pali là Upasacitta, tức là cái tâm của mọi người là vốn là chói sáng. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật Ngài có dạy như thế này: này các tỳ kheo, tâm này là chói sáng, nhưng mà kẻ vô văn phàm phu không thấy được cái tâm chói sáng đó, do đó mà hướng ngoài tìm cầu, tức là tìm cầu ở trong sắc thanh nương vị xúc pháp ở bên ngoài, tìm cầu như vậy. Và khi tìm cầu như vậy á, thì vì những cấu uế ở bên ngoài làm cho tâm ô nhiễm, tức là lẽ ra là cái tâm nó là chói sáng, nhưng mà do mình hướng ngoại tìm cầu cho nên mới là làm cho cái tâm của mình bị cấu uế, vì những cái cấu uế ở bên ngoài làm cho ô nhiễm. Nhưng mà khi mà nói như vậy á, mình cũng hơi khó hiểu, tức là vẫn chưa hiểu, nhưng mà nếu mà lấy một ví dụ thì mình sẽ thấy dễ hiểu hơn. Thí dụ như mình không thấy cái tâm của mình vốn là thanh tịnh trong sáng, cái tâm Pāpassara citta đó nó vốn là thanh tịnh trong sáng. Mà thiền sư Ban Kê đó gọi là cái tâm bất sinh, tức là nếu như tâm mình mà nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng, nó không có sinh khởi cái bản ngã tham sân si hay là vọng tưởng hay là cái tạp niệm gì hết đó, thì lúc đó là cái tâm rất là trong sáng. Nhưng mà khi mình khởi lên cái vọng tưởng, khởi lên cái ảo tưởng về cái bản ngã, từ đó tham sân si nó phát sinh lên đó, thì lúc đó là mình bị cái tâm nó bị che mờ đi, hay là bị, thậm chí là bị trói buộc. Trong cái đạo Phật có hai cái từ là che mờ và trói buộc. Mình nói bằng Nho đó thì gọi là triền cái hay là kiết sự. Triền cái là che lấp, che mờ, còn kiết sự tức là trói buộc. Thì những cái mà che lấp trói buộc đó là những cái cấu uế, cái Phật Ngài gọi đó là những cấu uế. Những cấu uế đó nó đơn giản phát xuất là khi mình đã tìm cầu ở bên ngoài đó, thì luôn là mình bị phát sinh ra cái tham hay là sân, thay vì là mình tròn vẹn với cái tâm rộng lành trong sáng đó, thì mình nhìn mọi sự mọi vật với tâm rộng lành trong sáng thì không có vấn đề gì cả, phải không? Nhưng mà khi mình nghe ai khen một cái là tâm mình bắt đầu thích, ai chê một cái là tâm mình nổi sân. Như vậy chính cái tham cái sân đó nó làm cho cái tâm mình nó bị cái sự cấu ấy đó, nó làm cho tâm mình vô diệt. Chứ còn nếu như mà cái tâm bất sinh, giống như thiền sư Ban Kê nói là tâm bất sinh thì đâu có vì cái cấu ấy gì bên ngoài làm cho ô nhiễm. Thành ra cái tâm mình đó vốn là thanh tịnh, vốn là trong sáng, nhưng mà tại vì mình lại không thấy được cái sự thanh tịnh trong sáng đó, thì trong đạo Phật ấy, gọi đó là vô minh. Cái chữ vô minh đó có nghĩa là không thấy được tâm mình vốn là thanh tịnh trong sáng. Và trong thiền tông á, tu tập mục đích tu tập là kiến tánh. Kiến tánh chính là thấy ra được cái tâm chói sáng, cái bản tâm thanh tịnh trong sáng hay là rộng lặng trong sáng. Nhưng mà bởi vì cái cuộc đời nó cũng là một cái vòng tròn, là mình phải chạy đi, vì mình không thấy được cái tâm mình vốn rộng lặng trong sáng, cho nên vẫn chạy đi tìm cầu. Và sau khi chạy đi tìm cầu đó thì mới vấp pháp và những cái sai lầm đau khổ
mình mới là biết trở về. Thành ra những người mà như chúng ta là những người Phật tử đó, là những người đã bắt đầu biết trở về. Còn chúng ta nếu mà chúng ta nhìn ra ngoài đời thì chúng ta thấy là rất nhiều người còn vẫn chạy theo tài tình danh lợi, chạy theo rất là nhiều thứ và họ rất là đau khổ. Ví dụ như hồi nãy ngồi nói chuyện với đạo hữu Diễm Ngộ, ông nói là đi qua đây thấy là bây giờ cả thế giới, bởi vì là thầy cũng đi khá nhiều, đi Mỹ, đi Canada, đi Úc, đi châu Âu, đi châu Á, thì chỗ nào cũng đi rất là nhiều, và thấy rằng là nếu mà người ta không có biết đạo thì là người ta luôn là hướng ra bên ngoài để mà tìm cầu, và trong cái hướng ra bên ngoài đó thì bị cái tham sân si ngã mạn đố kỵ ích kỷ đủ thứ, nhiều cái thứ câu ấy đó nó che lấp và trói buộc đi và làm cho người ta không còn thấy được cái sự an lạc, cái sự tĩnh, cái sự tịch tình, hay là sự sống làm trong sáng của tâm hồn mình nữa. Và lúc đó mình cứ bị chạy theo cái vòng tương đó. Thì Đức Phật á, Ngài dạy cái giáo pháp của Ngài, thì cái giáo pháp của một Đức Phật Ngài dạy không phải là của Ngài, mà là Ngài giác ngộ ra được cái sự thật đó trong chính cuộc sống này. Cái chân lý nó nằm ở trong cuộc sống này chứ không phải là ở đâu khác, và chân lý nó có sẵn ở trong tất cả mọi người. Tất cả những cái yếu tính mà tốt đẹp nhất đã có sẵn ở trong mọi người, nhưng mà tại vì mình không thấy, cho nên mới xuất phát cái luân hồi sinh tử mà trong thập nhị nhân duyên nói đó, chính là xuất phát từ vô minh. Vô minh là không thấy được cái mà tốt đẹp nhất đã có sẵn ở nơi mình, và ái dục là muốn tìm cái tốt đẹp theo ý mình. Vì vậy trong đời sống nó có hai sự hoàn hảo. Một sự hoàn hảo đó là hoàn hảo như pháp đang là, tức là tất cả các pháp vốn nó là hoàn hảo, tức là các pháp mà tự nhiên như nó đang là đó thì là hoàn hảo. Nhưng mà có mình lại không thấy ra được sự hoàn hảo đó, cho nên mình mới là muốn có một sự hoàn hảo theo ý mình. Như vậy á, thì trong cuộc đời này nó có hai sự hoàn hảo, đó là sự hoàn hảo của pháp và sự hoàn hảo mà bát nhã muốn được như ý mình. Nhưng mà nó cũng có một cái quy trình lạ lùng là thế này: cái bát nhã muốn hoàn hảo như ý mình, vì vậy cho nên là cứ chạy trong lang thang luân hồi mãi trong cái bao nhiêu kiếp sống, rồi cuối cùng mới thấy ra rằng là tất cả những cái mà mình tìm cầu đó cuối cùng không được gì cả. Tức là mình sinh ra với hai bàn tay trắng, cuối cùng rồi cũng là hai bàn tay trắng. Tức là những thứ gì mà mình tìm cầu mình đạt được á, thì tất cả những cái đó đều là hư vọng, không thực. Thì lúc đó mới là quay trở lại. Cho nên mình nói là biển khổ mênh mông mà hồi đầu là bến là vậy. Tức là nếu mà mình cứ hướng ra bên ngoài thì lúc đó là biển khổ mênh mông. Nhưng nếu mình chỉ cần quay lại thì đó chính là bến. Hồi đầu là bến. Thì Đức Phật Ngài mới dạy rằng là: này các tỳ kheo, có pháp không sinh, không hữu, không tác, không thành. Tức là không phải do mình tạo tác mà có. Mình á, thì là trong sự tu tập của mình, hay là nhất là người đời mà người ta không biết nào đó, thì luôn là người ta cố gắng làm thế nào đó để mà tạo ra được một cái lý tưởng mục đích nào đó. Và người ta nỗ lực để đạt được cái lý tưởng mục đích mà người ta đề ra. Nhưng mà khi mình cố gắng để nỗ lực để tạo tác để trở thành cái gì đó, thì lúc đó chính là mình đang tạo ra luân hồi sinh tử. Cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng là
có cái không sinh không hữu không tác không thành, tức là nó tự nhiên, nó không, nó đã hoàn hảo mà không cần tạo tác gì cả, nó đã hoàn hảo sẵn mà không cần phải tạo tác để mà hoàn hảo. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài nói là có cái pháp không sinh không hữu không tác không thành. Vì sao vậy? Vì nếu không có pháp không sinh không hữu không tác không thành thì không thể nào trình bày được sự thoát ly khỏi sinh hữu tác thành. Tức là nếu tất cả những cái mà mình làm ở đời đó đều là sinh hữu tác thành, tức là tạo tác để trở thành. Thế nhưng mà cái pháp tu đó chính là buông đi những cái tạo tác trở thành để trở về với cái mà không sinh không hữu không tác không thành. Không sinh tức là cái tâm bất sinh mà của thiền sư ban kia nói đó, đó là không sinh. Mà cái tâm vốn đó là không sinh, tâm đó, tâm vốn là không sinh không diệt. Nhưng mà đó là cái đó gọi là tánh biết. Còn qua mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, mình tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp ở bên ngoài đó, thì thường là mình cái đó gọi là tướng biết. Thì cái tướng biết nó có sinh diệt, nhưng mà cái tánh biết mà chói sáng mà Đức Phật ngài dạy là cái pháp phát sanh chúng ta đó, thì nó là không sinh không hữu không tác không thành, tức là nó không có, nó đã là hoàn hảo sắc, không cần phải tạo tác để trở thành. Cái đó cũng chính là cái tánh không mà Đức Phật ngài dạy như thế này. Cái pháp mà Như Lai khai thị á, Soa Kha Tô Pa Ka Pa Ta Ra Mô, tức là pháp mà Như Lai khai thị đó, thì pháp đó có những cái yếu tính như thế này. Một là Sanditiko, tức là thấy ngay chứ không phải là tìm cầu, không cần phải tìm cầu đâu cả, vì tất cả pháp đều đang hiện hữu mà mình có thể thấy, bất kỳ chỗ nào mình cũng có thể thấy. Trong thiền tông đó là xúc mục vô phi thị đạo, tức là cái mà mình thấy, mình nghe, mình tiếp xúc đó không có cái gì không phải là đạo. Nhưng mà tại vì á, tất cả mọi cái đều là hoàn hảo, đều là đạo. Đạo ở đây là cái chân lý đó, là sự thật rốt ráo đó. Thì cái sai lầm chính là ở cái chỗ nhận thức và hành vi của một người thôi. Tức là do mình nhận thức và hành vi sai. Thí dụ như bây giờ đây là cái ly nước, thì nó là cái ly nước, nó là như vậy. Nhưng mà bây giờ người thì thấy cái ly là thích, thấy cái người lấy cái ly là ghét, người thì cho là đẹp, người thì cho là xấu, người thì muốn bỏ nó đi, người thì muốn là giữ nó lại. Thì đó chính là cái nhận thức và hành vi của mỗi người. Thì trong đạo Phật á, thì có đặc biệt là có nói đến cái chữ nghiệp. Nhưng mà chữ nghiệp đó là mình cũng hay thường hiểu lầm. Thường là cái nghiệp xấu là mình cho là nghiệp, nhưng mà thật ra không phải là vậy. Nghiệp tức là cái nội dung của nghiệp chính là cái nhận thức và hành vi của mỗi người. Bây giờ mỗi người như thế nào đó chính là cái nội dung nhận thức và hành vi của người đó. Phải không? Người nào như thế nào đó chính là do nhận thức và hành vi của người đó. Như vậy thì cái mà nhận thức và hành vi đó chính là nghiệp. Nếu mà mình đơn giản, đạo Phật đơn giản là như thế này thôi. Nếu mình nhận thức đúng, hành vi tốt thì không có gì phiền não khổ đau cả. Nhưng mà nếu mình nhận thức sai và hành vi xấu thì lúc đó mình mới tạo ra phiền não khổ đau. Cho nên trong nghiệp á, là nó có nghiệp thiền và nghiệp bất thiền. Nếu mà mình nhận thức đúng và hành vi tốt tức là thiền. Và đối với bậc giác ngộ đó thì người ta thậm chí là người ta vượt qua cả thiền và bất thiền. Tức là cái trình độ nhận thức và hành vi của các vị đó đã đến chỗ hoàn toàn.
Cho nên một vị Phật á, hay là chính cái bản tâm của mọi người á, là nó có một cái yếu tính đó gọi là minh hạnh túc. Một vị Phật á, là có một cái danh hiệu là minh hạnh túc. Minh tức là nhận thức hoàn hảo, và hạnh tức là hành vi hoàn hảo. Tức là trải qua bao nhiêu cái nghiệp nhận thức và hành vi sai lầm, rồi điều chỉnh nhận thức và hành vi sai lầm đó. Tu chính là, cho nên mình có thể có một cái định nghĩa là tu chính là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Trong đời sống của mình đó, thì bây giờ mình làm mình nhận thức sai. Thí dụ như bây giờ cái cục lửa mà mình tưởng thấy đẹp quá, cho mình mới cầm cục lửa chơi, thì đó là mình nhận thức sai và mình và hành vi là tai hại, cho nên nó mới phóng tay thì qua phóng tay đó mình mới biết điều chỉnh lại. À thì thế ra lửa là nóng à, và mình không nên là cầm lửa, thì đó chính là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Thì trong đời sống của chúng ta đó, thì cái nhận thức và hành vi của một người là tùy theo vào cái hoàn cảnh, tùy theo cái căn cơ trình độ của một người. Nhưng mà nếu như biết tu tập đó, tức là biết điều chỉnh nhận thức và hành vi đó, thì đến một lúc nào đó cái mình sẽ là minh hạnh túc, tức là nhận thức hoàn hảo và hành vi hoàn hảo. Như vậy á, thì Đức Phật ngài dạy như thế này: trong tu tập không phải là nỗ lực rèn luyện để trở thành. Tu tập không phải là nỗ lực rèn luyện để trở thành, mà Đức Phật ngài dạy là giáo pháp của Như Lai chỉ có nhất hướng, đó là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh. Từ cái chỗ an tịnh, tức là trở về lại với cái tâm thanh tịnh trong sáng, cái tâm rộng lặng trong sáng đó, thì ngay đó là chánh trí giác ngộ niết bàn. Thành ra là cái giáo pháp của Đức Phật rất là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh. Tức là thế này, an tịnh là khi nào mà mình đã loại bỏ đi tất cả những cái ảo tưởng, ảo vọng và những nhận thức và hành vi sai lầm. Mà như vậy đó, thì trong đạo Phật đó, là có bát chánh đạo, mà bát chánh đạo thì đi đầu là chánh kiến. Chánh kiến tức là nhận thức đúng. Trong nhận thức đúng đó, là có là thấy biết đúng và khởi tâm đúng. Khởi tâm đúng là tánh tư duy, hướng tâm đúng, khởi tâm đúng, đó là chánh tư duy. Và chánh kiến tức là thấy nghe người nếm xúc chạm và biết đúng như thật. Thì cái người tu Phật á, là luôn thấy như thật, nghe như thật, xúc như thật, biết như thật. Mình đó thì thường hay là hay mình thấy cái là mình xem vào cái nhận thức của hành vi sai lầm. Nếu mình bây giờ mình ứng dụng cái câu mà Đức Phật ngài nói là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, tức là nếu mình loại bỏ cái mà cái nhận thức và hành vi sai lầm đó, tức là mình tạo pháp lại đúng với thực tánh của nó, thì trong đạo Phật á, trong thiền mà Vipassana thì Đức Phật dạy là thấy pháp, thấy như thực thấy, nghe như thực nghe, hay là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, chứ không xem cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm, và nhất là cái thành kiến hay là tà kiến của mình vào đó. Tà kiến tức là mình đã thấy nhận thức sai lầm mà mình còn chấp cái nhận thức sai lầm đó là đúng, thì gọi là tà kiến. Thực ra đó, những cái tà kiến đó không phải là sai, những cái tà kiến không phải là sai, mà chấp vào cái tà kiến đó cho là đúng mới là sai. Thế còn bây giờ mình nhìn sai không? Mình nhìn sai, nhưng mình chấp đó là sai đó, mình chấp cái sai đó là đúng đó, thì vẫn không phải là tà kiến.
Có nhiều khi mình vẫn nhìn, mình nhìn sai đó, phải không? Nhìn sai nhưng mà không chấp vào cái sai đó. Còn cái người mà đã nhìn sai rồi, đã nhận thức sai rồi mà còn chấp vào cái sai đó nữa thì lúc đó nó trở thành là tà kiến. Thì khi mà mình loại được cái tà kiến và tham ái ra ngoài, mà cái loại này đó không phải là mình không theo cái nghĩa là mình lấy mình bỏ nó đi, không phải theo cái nghĩa đó, mà theo cái nghĩa là chánh kiến, chánh tư duy, tức là mình phải thấy biết đúng. Khi mình thấy biết đúng rồi á, thì lúc đó mình mới là, khi mình thấy biết đúng thì từ đầu những cái ảo tưởng nó bị loại đi. Bây giờ thường thường người ta có cái ví dụ rất dễ hiểu là cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn. Khi mình tưởng con rắn rồi á, là mình sợ hãi, mình tìm đủ mọi cách, hoặc là chạy trốn, hoặc là tìm cách giết nó đi. Đó là ảo tưởng. Đối với nhận thức và hành vi sai xấu. Thì bây giờ mình cái chánh kiến là gì? Chánh kiến tức là quan sát lại để thấy rõ nó là gì. Khi mà mình quan sát lại thì mình thấy đó là sợi dây, thì tự nhiên sợ hãi, lo lắng, buồn phiền ấy là cái tâm mà muốn diệt nó đi, là sợ hãi chạy trốn gì đó, là tự nhiên nó tiêu hết. Cho nên cái xả ly ở đấy đó là do thấy biết đúng mà xả ly, chứ không phải xả ly ở đây là mình cố mà làm sao mà mình mà loại bỏ nó ra. Vì nếu mình chưa thấy đúng đó, thì mình không thể loại bỏ ra. Mình trở lại cái ví dụ cái sợi dây và con rắn. Nếu bây giờ cái sợi dây đó mình vẫn còn tưởng là con rắn, rồi mình sợ hãi cho nên mình tìm một chỗ mình ngồi mình thiền định để cho nó hết sợ hãi. Nhưng rồi xong rồi mình xả thiền ra cái mình nhìn lại mình thấy con rắn, mình cũng vẫn cứ sợ tiếp, phải không? Cho nên đó, không phải là mình thắng áp nó đi được, không phải là mình tìm cách loại bỏ nó đi được, mà chính là thấy đúng. Tức là khi mình thấy đúng cái sợi dây rồi thì lúc đó cái ảo tưởng về con rắn hay là tất cả những cái sợ hãi, những cái tâm phản ứng nhận thức và hành vi sai lầm đó, từ đầu nó sẽ chấm dứt. Thì đó chính là thực hiện. Cho nên trong thiền tông thì gọi là thiền tánh, mà trong thiền Phật giáo Nguyên Thủy thì gọi là, nếu mà dịch ra cái từ mà cho tiếng Việt cho nó dễ hiểu được, là soi sáng để thấy ra sự thật, soi sáng lại để thấy ra sự thật, nó như vậy cho nó đơn giản dễ hiểu cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Cho nhiều khi nói thiền tánh là cũng nghe có hiểu rồi, thiền Vipassana hay thiền minh sát hay thiền quán, thiền tuệ gì đó, nhiều khi mình nghe mình vẫn hiểu lầm. Cho thực ra nó đơn giản là soi sáng để thấy ra sự thật vậy thôi. À, cái sợi dây đó mình chỉ cần chịu khó quan sát cho rõ. Cho nên đó là khi mà Tô Đạt Ma mà qua Trung Hoa đó, thì muốn truyền cái pháp thiền của Đức Phật, nhưng mà rồi người Trung Hoa là trước đó họ theo rất nhiều cái tôn giáo, hoặc là họ cũng đã có đạo Phật rồi, nhưng mà họ hiểu theo kinh giáo, cho nên họ nói họ cũng hiểu được. Thế rồi đợi đến một cái lúc đợi rất là lâu, mà nó là cũng niên diện quyết, mà nói chung là đợi tới 9 năm. Khi đó thì có một cái vị mà Huệ Khả đến thế nào xin học thiền. Thì Huệ Khả nói là cầu Tổ Đạt Ma là an cái tâm, xin Tổ Đạt an tâm cho con. Tổ nói là đưa tâm lên ta an cho. Thì lúc đó người khác mới nhìn lại tâm mình, quay lại nhìn lại tâm mình,
thì lúc đó thấy ở tâm bất an hơn, đi đâu mục tiêu không thấy. Mình thấy mình tâm mình bất an rồi, mình cố làm sao để mà diệt cái bất an, nhưng mà lại không thấy, không cũng được, cứ bất an hoài. Nhưng bây giờ tôi biểu là đưa tâm đến, đưa tâm bất an để ta an cho. Thì lúc đó đó người khác nhìn lại, khi mà còn vẹn cái thức nhìn lại đó, tức là thì không thấy được cái tâm bất an đâu nữa. Thì tôi mới nói là ta an cái tâm cho người rồi đó. Tức là tôi đã chỉ cho một cái pháp tu rất là đơn giản, đó là chỉ cần trở về tròn về thì thức thấy cái bất an đó, thì nó thì cũng còn bất an, nó rất là đơn giản như vậy thôi. Vì vậy cho nên sau này đó, khi mà hai thầy trò xa nhau một thời gian, thì có một lần tôi đạt mang người gặp lại tôi về cả, lúc đó có còn lúc đó là đã truyền y bác tổ về và làm tổ thứ hai của thiền tông Công Hoàng. Lúc đó đó tổ Đạt Ma mới hỏi tổ về cả là từ đó đến giờ ngươi làm gì, tức là sau khi mà đã ngủ thiền rồi đó thì từ đó làm gì. Thì tổ Đạt Ma tổ về cả trả lời là liệu thường tri, là đơn giản là chỉ cần là luôn sáng suốt, biết rõ cái thực tại đang là, đơn giản là vậy thôi. Tức là trong thiền Vipassana thì là nói rõ hơn là khi đi thì tròn vẹn tỉnh thức với đi, khi ngồi, khi ăn, khi làm bất kỳ gì đó thì đều tròn vẹn tỉnh thức, tức là thường sáng suốt rõ biết cái thực tại đang là. Tại sao mà mình phải thường sáng suốt biết cái thực tại đang làm, là bởi vì để cho tâm mình không có vòng đồng chạy đi đâu, và chính lúc đó cũng là chánh kiến, lúc đó chính là chánh kiến, tức là tâm tròn vẹn tỉnh thức với cái đang làm. Ví dụ như đang đi, nhưng mà mình thường là thế này, mình đang đi thì mình lại nghĩ đến một chuyện khác. Thường là mình một là mình, nếu mình đi mà mình cứ mình thiếu sáng suốt thì mình cứ nghĩ lung tung, hoặc là mình nghĩ đến cái mục đích mà mình đi đến mà quên đi cái mà mình đang đi. Thực ra cái đang đi mới là thực, mà mình lại quên cái đang đi đó đi, cho nên nó là vọng tưởng mới là phát sinh, bạn ngã mới phát sinh. Cho nên ông Krishnamurti ông nói là cái tư tưởng, cái thời gian, nhân quả và bản ngã là phát sinh của một lúc. Tức là khi mà mình nói cho dễ hiểu là, ví dụ như mình đang đi nhưng mà tự nhiên mình khởi lên một cái ý nghĩ về cái gì đó thì liền nó tạo ra cái, ví dụ như bây giờ mình nghĩ tới mình đang đi chờ, mình nghĩ đến chờ, thì lúc đó là mình đang tạo ra thời gian và nhân quả. Thay vì nếu mà mình tròn vẹn với đi đó thì lúc đó không có thời gian, không có nhân quả gì cả, chỉ có đi đang làm thôi. Nhưng mà mình nghĩ tới chờ cho nên mình phải tạo ra cái thời gian là đi từ đây tới chờ, tạo ra nhân quả, và đó chính là tư tưởng và bạc ngã. Còn nếu khi mà mình thực sự tròn vẹn trong đi, thực sự tròn vẹn trong thấy, thực sự tròn vẹn trong nghe, thực sự tròn vẹn trong ăn, trong uống, trong tất cả mọi việc, nếu liệu thường tri thì lúc đó không có cái bạc ngã, không có tư tưởng, không có áo tưởng gì cả. Lúc đó là mình thực sự sống với là thực tánh, nói theo thiền Vipassana là sống tròn vẹn với là thực tánh pháp. Không phải là sống với cái thế giới khái niệm hay là tư tưởng quan niệm, mà là sống tròn vẹn với là pháp như nó đang là. Cho nên ở đây mình mới thấy là cái pháp mà Đức Phật ngài dạy đó là thấy ngay, tức là đang đi thì thấy đi ngay, rất là đơn giản.
đang ăn thì mình thấy là đang ăn, tất cả mọi cái là mình nó là thực tại, thực tại tức là nó đang diễn ra tại đây và bây giờ như nó đang là. Thì khi mà mình tròn vẹn chính thức như vậy tức là thấy ngay, cho nên đó không có thời gian. Sanitiko akaliko là không qua thời gian. Ehipasiko tức là trở lại mà thấy. Trở lại tại sao mà trở lại? Là ví dụ như khi mình đang đi mà tự nhiên mình nghĩ tới chuyện khác thì quên mất cái đi, cho nên bây giờ phải trở lại với cái thực tại là đang đi này. Thì cái thực tại thân thọ tâm pháp, mình trở lại với thực tại thân thọ tâm pháp thay vì là cái vọng tưởng. Cho nên khi mà mình trở về với cái thực tại thân thọ tâm pháp lúc đó tức là đã xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Tức là mình đã xả đi đó, mình đang đi mình suy nghĩ lung tung. Còn bây giờ mình trở về lại với được với cái đi, tròn vẹn với cái đi thì lúc đó tức là đã xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Thì lúc đó trở về được với cái tâm tối sáng, tâm trong mà thanh tịnh trong sáng, rộng lặng trong sáng, cái tâm Vipassana Citta mà Đức Phật ngài dạy. Thì như vậy á là chỉ cần trở lại Upadajiko, Ehipasiko là trở về mà thấy, và Upadajiko là ngay trên cái thực tại đó. Thì Pachatang Vedita Povinyo hết thì mỗi người đều có thể thử dụng. Như vậy cái pháp á cũng rất là đơn giản, kiến tánh cũng rất đơn giản, chỉ cần trở về tròn vẹn tích thức ngay cái thực tại đang là. Thực tại đang là tức là mình đang đi, đang ăn, đang ngồi, đang bất kỳ. Thậm chí Đức Phật ngài còn nói là khi đi cầu đi tiểu. Mình rất thì thường nghĩ là khi nào tu là phải mặc áo tràng vô rồi vào trong chánh điện mới là tu. Còn khi mình đi cầu đi tiểu là lúc đó nghỉ tu, bởi vì vô trong nhà cầu mà đi tu là tội. Nhưng mà thực ra không phải. Đức Phật ngài nói là khi mà nào mà mình tròn vẹn tỉnh thức với cái thực tại đang là, tức là lúc đó là tu. Lúc đó chính là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Và nếu như tâm mình mà không có khởi lên tham sân si thì đó chính là niết bàn. Bởi vì Đức Phật ngài nói là định nghĩa niết bàn là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si. Thì cái khi mà mình trở về với cái thực tại, tròn vẹn với thực tại, không còn tham sân si nữa thì lúc đó chính là niết bàn. Do đó chúng ta thấy là cái việc tu tập thực ra rất đơn giản. Và Đức Phật ngài nói là ngài tuyên bố rằng là cái người nào mà thấy được tướng tánh đế tức là người đó đã giác ngộ. Thì tướng tánh đế là gì? Tướng tánh đế tức là ngay bây giờ đây mình ví dụ như mình đang đi mà mình gặp một cái chuyện gì đó bất bình, cái mình nội tham lên hay là ngồi sân lên chẳng hạn, thì lúc đó chính là tập thể khổ đế, phải không? Nhưng mà nếu bây giờ đó, nếu mình gặp một cái trường gì đó bất bình, chẳng hạn như người ta mắng chửi mình chẳng hạn, mà tâm mình vẫn rộng lành trong sáng, mình rõ biết người ta chửi như thế nào, nhưng mà vẫn tâm vẫn rộng lành trong sáng, tức là đào đế diệt đế, phải không? Tức là mình ngay trong đời sống của mình có thể nhận ra được đâu là tập đế khổ đế, đâu là đạo đế diệt đế. Thành cái sự tu tập này đó là nó đơn giản ngay trong đời sống hàng ngày của mình, trong tất cả mọi hoạt động của mình, không loại trừ bất kỳ một hoạt động nào mà chúng ta có thể là nhận thức và hành vi đúng tốt. Theo nghĩa là trong bát chánh đạo á, thì chúng ta thấy là chánh kiến, chánh tư duy tức là nhận thức đúng.
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là hành động về thân đúng, tức là hành vi, là hành vi về thân đúng. Và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là hành vi về tâm đúng. Đó. Thì trong bát chánh đạo nói tóm lại là nhận thức và hành vi đúng tốt. Đơn giản là vậy thôi. Vậy thì bây giờ, thí dụ như bây giờ có người người ta tu theo phái Tịnh Độ, tức là niệm Phật. Thì niệm Phật cũng vậy, niệm Phật là để mà để cho tâm được thanh tịnh và trong sáng. Tâm thanh tịnh đó là Tịnh Độ, và trong sáng là A Di Đà. Bởi vì cái chữ Pavasara Citta đó, tức là có thể mình dịch là cái tâm là vô lượng quang. Cái chữ Pavasara Citta mà Đức Phật ngài dạy đó, tức là tâm mà tối sáng đó, có thể là gọi là vô lượng quang. Vì vậy cho nên người ta nói là tùy vì tâm tình tức Phật độ tình. Tức là khi mà tâm mình thanh tịnh, tức là đó là có Tịnh Độ. Và từ tánh Di Đà duy tâm Tịnh Độ, tức là tâm chính là tâm thanh tịnh, chính là Tịnh Độ. Và cái từ tánh của mình nó ai cũng nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà, tức là mọi người đều có cái tánh giác. Và tánh giác đó là Đức Phật ngài xác định đó là Pavasara Citta, tức là một tâm tối sáng. Như vậy đó, rõ ràng khi mà mình trở về với cái tâm thanh tịnh tối sáng đó, nếu mình niệm Phật mà trở về được với cái tâm thanh tịnh tối sáng đó, thì cũng giống như thiền tông, cũng giống như thiền nguyên thủy, cũng giống như là bao nhiêu cái pháp môn tu hành khác. Bởi vì tất cả các pháp môn tu hành đều trở về cùng một gốc, đó chính là trở về với cái tâm, cái bản tâm thanh tịnh trong sáng mà mỗi người sẵn có, chứ không phải là mình phải đi tìm cầu. Ví dụ như thế này, bây giờ có người tôi ai đó họ tự nhiên họ gặp mình đi ngoài đường hay là ở đâu đó, cái họ đến họ chơi mắng mình, nhưng mà nếu tâm mình bật thanh tịnh trong sáng thì đâu có phiền não khổ đau gì đâu, phải không? Mà mình nổi sân lên mình mới chơi mắng họ lại hay là mình gây sự thì lúc đó mới sinh ra phiền não khổ đau. Còn nếu như mà mình mà tâm mình được mà thanh tịnh trong sáng thì sẽ không có phiền não khổ đau. Cho nên nếu mà mình niệm Phật, nếu cái người mà hành thiền thì lúc đó người ta sẽ chánh niệm tỉnh giác, hay là người ta điều liệu thường tri. Còn nếu như người mà niệm Phật thì lúc đó người ta niệm Phật để cho cái tâm nó thanh tịnh trong sáng. Thì như vậy chúng ta thấy là mặc dù đạo Phật cũng có nhiều cái tông phái khác nhau, nhưng mà cái cốt lõi vẫn là đồng nhất. Trong Mật Tông á, thì có một cái câu chú mà thường mọi người đều biết đó, là Om Mani Padme Hum, Án Mani Bát Nhi Hồng đó. Đó là cái câu mà mọi người ta thường dùng để mà trì chú. Thì cái câu đó là có nghĩa là trong cái hoa sen á, có cái viên ngọc quý. Thì thật ra nói là trong hoa sen, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, cái chữ hoa sen đó là để chỉ là bản thân mình, để chỉ cái sự hoàn hảo ở với bản thân của mỗi người. Tức là ở trong đó có viên ngọc quý, như trong câu chuyện mà Gã Cùng Tử đó, là có người mà không thấy được mình có cái viên ngọc quý, cho nên cứ đi xin ăn ngoài, đến cái lúc xin ăn không có xin được, cho nên bị là ngất xỉu. Thì người ta tới, người ta cào gió, người ta hô hấp nhân tạo thì người ta mới tìm thấy là viên ngọc quý là có sẵn ở trong ấy. Cái câu chuyện này là cũng giống như là vua Trần Nhân Tông là cái vị mà sáng lập ra cái thiền Trúc Lâm đó. Thì ngài có nói là gia trung hữu bảo hữu tầm mình, tức là trong mình nó có đã có
cái quý rồi, mình đã có cái quý giá ở trong chính mình rồi, tức là cái sự hoàn hảo đã có sẵn trong chính mình rồi, chứ đừng có đi tìm, không cần đi tìm đâu cả. Nếu mà đối cảnh mà tâm vẫn thanh tịnh trong sáng thì không cần phải thiền gì cả. Tức là thiền chính là khi đi đứng nằm ngồi, khi làm tất cả mọi việc với tâm thanh tịnh trong sáng. Mà nếu mình thiền thì như vậy, còn nếu mình tịnh thì mình đi đứng nằm ngồi làm tất cả mọi chuyện đều mình niệm Phật, hay là mình trì chú đến lúc nào đó mình mới khi tâm thanh tịnh trong sáng mới nhận ra rằng á, thì thế ra đó, cái chính cái tâm thanh tịnh trong sáng này đã có sẵn ở trên chính mình. Thì nó cuối cùng đó là cho dù là tông phái nào đó, thì cái việc tu tập cũng đều đi đến cùng một cái mục đích giống nhau, đó là trở về với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng của chính mình. Và nếu mà mình đã cái tâm mình đã thanh tịnh trong sáng thì cái, nếu mà có gọi tiền đồ thì gọi tiền đồ đó là không còn xa nữa, bởi vì cái gọi tiền đồ mình tâm mình đã thanh tịnh trong sáng thì tâm đã thanh tịnh và tánh đã trong sáng rồi. Thì lúc đó là lúc đó có một cái câu rất là hay, nói là nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàm chỉ đáo tây phương. Tức là khi mà cái câu niệm Phật mà không còn một cái tạp niệm nào khác nữa, vô biệt niệm tức là không còn một cái niệm nào khác nữa, chỉ còn nhất niệm thôi, chứ không còn một cái niệm nào cả, còn một cái tâm cũng còn tạp đoàn như được cả, tức là cái lúc đó đã trở về với cái sự thanh tịnh trong sáng rồi. Cho nên bất lao đàm chỉ đáo tây phương, tức là lúc đó là đã tây phương rồi, cho nên khỏi cần, cũng cần phải mệt nhọc, cũng đã đến tây phương. Bất lao đàm chỉ tức là sát na đó, chữ đàm chỉ ở đây có nghĩa là bốn ngón tay là một, là để chỉ một cái sát na đó. Tức là sát na là một thời gian phi thời gian, tức là thời gian đó không có cái là chỗ mà đến chỗ đi. Thì cái mà phi thời gian đó trong nhà đạo Phật mình có một cái từ là Như Lai. Như Lai là không từ đâu đến mà cũng đi về đâu cả, tức là tròn vẹn cái tài thế của bây giờ thôi, gọi là Như Lai. Cho nên là khi mà mình mà niệm Phật mà đến chỗ mà không còn tạp niệm nữa đó, thì lúc đó mình đang tròn vẹn với cái thực tại đang là, và mình hay là trở về được với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng. À, như vậy á thì là ngay đó đã là tịnh độ rồi. Còn nếu như bây giờ mình có cầu lên gọi Tây Phương một bao nhiêu đi nữa, mà mình trong mình có con niệm bao nhiêu chuỗi đi nữa mà tâm mình không thanh tịnh trong sáng thì cũng khó mà lên Tây Phương vào. Cho nên là rõ ràng là cho dù cái tông phái nào thì cái việc mà tu tập để mà tận về với cái tâm thanh tịnh trong sáng của Đức Phật ngài gọi là Vipassarajita, đó là chính là cái cốt lõi của tất cả các cái tông phái của đạo Phật. Vì vậy khi mình hiểu được điều này đó thì mình sẽ là không còn có cái tâm phân biệt giữa cái tông phái này hay là tông phái khác, mà bởi vì nếu như ai tu đúng đó, thì đều cùng trở về với cái bản tâm thanh tịnh như nhau. Mà cái bản tâm thanh tịnh này không phải có ai lớn hơn hay là to hơn nhỏ hơn, mà bản tâm thanh tịnh trong sáng là hoàn toàn bình đẳng, hoàn toàn giống nhau. Mà thậm chí đó, có thể nói hơi khó hiểu một chút xíu, có thể là những vị giác ngộ thì người ta xem chuyện này là bình thường, nhưng mà mình có thể khó hiểu chút xíu, đó là thật ra tất cái tâm đó là một chứ không phải là hai. Ở đây chúng ta đó thì cái qua mắt tai mũi lưỡi thân ý của mọi người đó thì tướng biết của mọi người là khác nhau, nhưng mà tánh biết tức là cái tánh giác đó, hay là bên đại thừa thường gọi là Phật tánh đó, thì hoàn toàn giống nhau, chứ không có Phật tánh nào hơn Phật tánh nào cả. Mà Phật tánh này là chung, chứ không phải Phật tánh riêng của một người. Vì vậy cho nên mới là vô ngã. Cho nên nếu mình có một Phật tánh riêng, rồi một người khác có một Phật tánh riêng, thành ra là Phật tánh của tôi,
Phật tánh của anh thì nó lúc đó là đâu có phải vô ngã nữa. Mà không phải là Phật tánh, mà ngay cả đất, nước, lửa, gió, hư không đều là chung của tất cả mọi người, của tất cả chúng sanh, chứ không phải riêng của ai cả. Bây giờ ví dụ cụ thể như là không khí này. Không khí là của chung, bây giờ ai thở hít vô hít ra thì thành ra nói là hơi thở của tôi, cho thực ra là cũng đều là không khí là chung. Phải không? Cái tâm của mình cũng vậy, mình cho là tôi biết cái này, tôi biết cái kia, thế còn cái tánh biết là chung. Tánh biết đó không phải là của riêng của người nào cả. Bởi vì thực ra khi mình sinh ra là vốn nó đã quá rồi. Phải không? Cho nếu mà mình sinh ra rồi khi đó mình mới là nắng nó ra thành một cái tâm rồi mình mới bỏ vô trong này á, thì lúc đó mới là tâm của tôi chứ. Thế còn mình sinh ra là tự nhiên đã biết rồi. Tánh biết nó đã có sẵn rồi, tánh giác đã có sẵn rồi. Do cái nhận thức và hành vi sai lầm cho nên mới đưa đến chuyện nạn khổ đau. Vì vậy đơn giản trong tu tập là điều chỉnh nhận thức và hành vi thì sẽ thoát ra khỏi cái phiền não khổ đau, hay là nói chung là thoát ra khỏi cái sự che lấp hay là trói buộc mà do chính mình tạo ra. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Bây giờ 8 giờ rưỡi rồi, tức là còn nửa giờ nữa. Xin để cho quý Phật tử đặt câu hỏi. Quý vị nào mình nãy giờ vừa nghe, quý vị nào cũng muốn đặt câu hỏi không? Dạ, và hai cánh tay lên. Hay quá. Dạ bà thầy, dạ con có câu hỏi là thầy nói là tất cả cái tâm của chúng ta đều trong sáng. Vậy thì cái tâm nào nó làm cho mình có những cái tác ý xấu rồi sinh ra cái hành động xấu? Như vậy là có hai cái tâm hay là chỉ một cái tâm thôi mà nó có hai mặt ha? Và thầy giảng với con nghĩ chứ ạ. Trời hay quá. Cảm ơn. Rất là hay. Hồi nãy thầy có nói là cái tâm của mình nó có chia ra làm hai, không phải là hai phần đâu, nhưng mà nó hai cái công dụng, hai cái công dụng khác nhau, đó là cái tướng biết và tánh biết. Cái tâm có nghĩa là biết, mà cái tâm nó có tánh biết và tướng biết, thì cái tướng biết là nó qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Thế bây giờ này, vì khi mà mình qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đó, ví dụ như cái mắt mình thấy sắc, cái tai nghe âm thanh đó, thì thường đó là mình do mình như Phật ngài nói là công kia trên tăng chi đó, thì Phật nói là kẻ vô văn phàm phu không thấy được cái tâm tối sáng, cho nên mới là hướng ra bên ngoài để tìm cầu trong sắc thân hương vị xúc, qua mắt tai mũi lưỡi tìm cầu trong sắc thân hương vị xúc. Vì vậy cho nên cái cấu uế từ bên ngoài làm cho tâm ô nhiễm. Thì hồi nãy thầy có nói ngay từ đầu đó, thì chính cái mà cấu uế ở bên ngoài đó nó mới làm cho cái tâm của mình nó bị che lấp hay là rối buộc. Thì cái tâm của mình vốn là tánh biết thì vốn nó là trong sáng, nhưng mà khi thường ra cái tướng biết thì cái tướng biết là nó có cái đối tượng, ví dụ như mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, thì trong khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh đó thì có một cái ảo tượng của cái bản ngã, cái vọng tượng là cái ảo tượng của cái bản ngã đó, nó mới là thích hay là ghét. Vì thích hay ghét là nó trở thành là cái cấu uế. Cấu uế tức là cái mà ô nhiễm đó, nó giống như mình gọi bây giờ môi trường ô nhiễm. Thì cái sự ô nhiễm đó nó làm cho cái tâm của mình bị che mờ, bị trói buộc. Và càng cho người trói buộc, càng hướng ra bên ngoài chừng nào thì càng
quên cái bản tánh thanh tịnh trong sáng đó đi. Thì trong thiền tông cũng nói như vậy. Trong thiền tông là nói là không có hướng ngoài cầu việc, không hướng ngoài cầu việc, mà là trực tiếp nhân tâm kiến tánh thành Phật. Tức là nếu mình mà quay trở lại để mà thấy ra được cái bản tâm thanh tịnh đó đó, thì lúc đó mình sẽ không có bị sai lầm được. Không, lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Cái tưởng biết á với cái tánh biết á, nó giống như nước và sóng. Đấy, giống như nước và sóng. Thì á, khi có một cái tác dụng bên ngoài đến, giả sử như có một cái ngọn lá rơi xuống nước, hay là có một viên ai quăng một viên đá xuống, hoặc là do một cái con cá nó đớp với cái gì đó, cho nên nó tạo ra những cái sóng khác nhau. Và có thể là phía đông thì cái sóng lớn, phía nam thì sóng nhỏ gì đó chẳng hạn đó, tức là mỗi nơi sóng nó mỗi khác. Thì từ khi mà có cái sóng mà khác nhau đó thì cái sóng này nó cho rằng là ta to hơn, cái sóng là sóng to, nó nói ta to hơn, cái sóng kia nhỏ hơn, và nó tưởng rằng là mình với là cái sóng kia nó là khác nhau, và thậm chí đôi lúc là đối chọi với nhau. Nhưng mà khi mà nó trở về lại với chính mình á, thì nó bắt gặp lại cái tánh nước á, thì lúc đó nó mới nhận ra rằng là ủa, thì thể ra là sóng to sóng nhỏ là tại do duyên mà sinh thôi, chứ còn bản tánh đều là nước. Thì trong cái tưởng biết khi mà nó hướng ra bên ngoài đó, nó mới là nhận thức và hành vi sai lầm. Thì qua nhận thức và hành vi sai lầm đó, nó mới là biết được trực tiếp ra. Thí dụ như hồi nãy là cái cục lửa mà tưởng là cái cục gì đẹp, mình cầm tay chơi thì nó mới phóng tay mới biết là nóng. Vì vậy cho nên từ những cái nhận thức và hành vi sai lầm mà khi mình hướng ra bên ngoài đó, dần dần người ta mới thấy rằng là tất cả những cái pháp ở bên ngoài đều là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên lúc đó mới là trở về, thì lúc trở về mới nhận ra được là cái bản tâm là vốn thanh tịnh trong sáng. Nó cũng giống như là một cái quý vị đi xem mà người ta trưng bày đá đó, có những cái cục đá mà quý vị thấy là bên ngoài này nó rất là sống, phải không? Rất là sống, nhưng mà khi người ta cưa ra bên trong đó, thì bên trong là cái ngọc, bên trong là ngọc rất là đẹp. Thì mình cũng vậy, tức là nếu mà mình chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, chỉ thấy cái bên ngoài thôi, thì lúc đó mình mới bị cái tướng biết đó, nó bị ô nhiễm từ bên ngoài đó. Nhưng mà thực ra cái tánh biết nó vẫn là thanh tịnh trong sáng. Cho nên khi mà cái người mình bắt đầu quan sát để nhận ra được cái ảo tưởng, nhất là cái ảo tưởng nó xuất phát từ bản ngã, từ một cái ảo tưởng gọi là cái ta ảo tưởng. Khi bắt đầu người ta nhận thức ra được cái ta ảo tưởng, giống như khi Đức Phật mà ngài giác ngộ ở dưới cây Bồ Đề đó, thì ngài mới tuyên bố rằng là ngài đã tìm ra được cái người thờ làm nhà. Cái người thờ làm nhà đó chính là cái bản ngã, tạo ra cái ngôi nhà ảo của cái bản ngã đó. Cho nên bây giờ khi mà ngài đã thấy ra rồi, và không còn bị cái bản ngã đó, không còn tạo nên cái nhà cái bản ngã đó nữa, thì ngài đã hoàn toàn giác ngộ và thoát ra khỏi cái ảo tưởng đó. Và cũng phải là ngài đã tạo ra được cái Phật tánh, mà chính là ngài buông bỏ tất cả những cái ảo tưởng đi để trở về thấy lại cái Phật tánh vốn đã sẵn có ở trong mỗi người. Cho nên mới nói là hồi đầu là biết là vậy, tức là ehi pasiko upanayiko pacchattang viditappo viññuhi, tức là nếu mà mình quay trở lại trực chỉ nhân tâm diễn tánh thành Phật, tức là mình quay trở lại và thấy ra được lại cái bản tâm thanh tịnh đó, tức là giác ngộ. Nhưng mà nó cũng phải có một cái chuyện, cái này là một cái điều, một bí ẩn. Một bí ẩn là chúng sanh phải đi một vòng quanh để cuối cùng mới thấy ra tất cả đều là ảo, rồi khi đó mới trở về được với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng. À, thì lúc đó mới thấy ra được cái bản tâm thanh tịnh trong sáng. Mà lúc đầu á,
mình thấy là một đứa bé đó, lúc đó nó sinh ra luôn luôn là nó hướng ra bên ngoài để tìm kiếm. Cho đến một cái lúc nào đó mà nó thấy tất cả những cái điều bên ngoài đều là ảo, đều vô ích, lúc đó nó mới trở về được. Đấy là cái bản tâm thanh tịnh của nó. Thành ra đó là một cái chu trình cũng là kỳ lạ. Đó là chu trình của sự giác ngộ. Tôi hay đứng, mà tôi đứng tôi nói rồi. Bạch thầy, con trên đường tu nếu mà con muốn cắt đứt những cái thành kiến, định kiến và thiên kiến thì con phải thực hành bằng cách nào? Thì hàng ngày trong cuộc sống của con, khi mà mắt thấy, tai nghe thì con có thể dùng cái chiêu thức không dán nhãn đối tượng được. À, được, tức là khi mà mình có những cái tư tưởng, cái quan niệm, cái thành kiến cố chấp hay là các cái tà kiến thì do là bởi vì mình không tròn vẹn thấy được thực tại. Khi mình hướng ra bên ngoài đó, thì luôn là mình tạo ra cái ảo. Ví dụ như mình cái pháp đó là đúng cái trật tự vận hành của nó đó, là nó chỉ có tại đây bây giờ như nó đang là. Trong dịch lý thì người ta gọi là thời vì tính. Tức là cái dịch lý tức là gì? Tức là một cái sự biến đổi. Thế nhưng mà trong sự biến đổi đó thì luôn luôn là có một cái điểm, mà điểm đó chính là tại đây bây giờ như nó là, gọi là thời vì tính. Cho nên đó là trong dịch đó thì nó cần cái thời vì trung tính, rồi trung chính. Thời vì trung chính tức là phải đúng vào cái lúc đó, tại đây bây giờ như nó đang là, thì đó là thời vì trung chính. Nhưng mình đó, mình đã đánh mất cái thời vị trung chính đó, là mình đang ở đây nhưng mà mình lại cứ sống với quá khứ, mình đang ở đây nhưng mà mình lại cứ sống với tương lai, hay mình ở đây nhưng mà cứ nghĩ tới chuyện bên ngoài. Đó là ba cái mà làm cho mình đánh mất cái thời vị tính, tức là cái thực tại đang làm. Và khi đánh mất cái thực tại đang làm đó cho nên mình mới tạo ra những ảo tưởng. Và từ những ảo tưởng đó nó mới có những thành kiến, có những cố chấp, có những cái quan niệm, cái rất nhiều cái thứ mà nó làm cho mình nhận thức và hành vi sai lầm. Do đó bây giờ Đức Phật ngài đơn giản là dạy mình trở về soi sáng lại chính cái thực tại đang là. Nếu mà mình trở về cái tâm của mình mà trở về với đang đi thì tròn vẹn với đi, đang ngồi thì tròn vẹn với ngồi, đang ăn thì tròn vẹn với ăn, tức là tất cả mọi lúc đều tròn vẹn tỉnh thức với cái thực tại thời vị trung chính đó, thì lúc đó là nó sẽ tất cả những cái ảo tưởng sẽ biến mất, sẽ tự động biến mất đó. Bởi vì cái ảo tưởng đó nó xuất phát ra từ cái chỗ là mình không thấy được cái thực tại đó như nó là. Cho nên mình mới thầy có một cách giải thích là đơn giản là thế này. Một là mình thấy thực tại như nó đang là. Hai là mình tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là. Thì bởi vì mình tưởng là, rồi mình cho là, rồi mình mong nó phải là, rồi muốn nó phải là đó, không nó sẽ là đó, thì lúc đó đã tạo ra ảo tưởng. Còn nếu như mình thấy nó như nó là đó, tức là mình trở về với cái thực tại để thấy rõ, soi sáng để thấy rõ nó như nó là đó, thì lúc đó nó sẽ không còn một cái tư tưởng hay là khái niệm, quan niệm gì che lấp nữa. Con còn câu hỏi nữa. Dạ bạch thầy. Con thấy
Phật á, là huyền nghĩa hay là thật nghĩa, tại vì con đọc cái kinh Phổ Môn á, thì con nghĩ rằng sao nó có vẻ mê tín quá. Mê tín là như vậy, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, ở trong lửa thì cầu Quan Thế Âm sẽ lửa sẽ tắt. Và con suy nghĩ hoài thì con không biết là con không có lối ra, thì con nghĩ có cái vẻ mê tín, con không nghĩ là Phật nói là bài kinh đó, mà là mấy tổ các tổ nói. Cái kinh Pháp Hoa là một ẩn dụ. Kinh Pháp Hoa là toàn bộ kinh Pháp Hoa đều là ẩn dụ. Tất cả cái pháp ở trong kinh Pháp Hoa đều là ẩn dụ hết. Mà đặc biệt trong đó là cái pháp Phổ Môn là cái pháp ẩn dụ rất là tinh tế. Mà thực ra chính cái pháp Phổ Môn này là chỉ ra cái pháp tu. Mà mình lại không biết, mình cho thành mê tín là đúng là mê tín, nhưng thực ra chính cái pháp Phổ Môn là chỉ ra pháp tu rất là chính xác. Cái pháp tu của Phổ Môn là như thế nào? Trước hết là mình hiểu cái chữ Quán Thế Âm hay là Quán Tự Tại. Quán Thế Âm ở trong kinh Bát Nhã thì gọi là Quán Tự Tại, tức là soi chiếu lại chính mình, soi chiếu lại cái thực tại đang là. Thực tại đó là thân thọ tâm pháp đó, tức là thân mình này, tâm mình này, các cái cảm giác cảm xúc này, và cái sự mối quan hệ với tương giao giữa mình với chung quanh này, thì đó gọi là thân thọ tâm pháp. Bất kỳ ai cũng đang ở đây thực tại thân thọ tâm pháp của chính người đó, là gọi là thực tại. Thì cái đó gọi là thực tại. Cái chữ thực tại này đó là nó là cũng là chữ pháp đó, Tha-ma là chữ pháp đó, đó chính là cái thực tại đang là. Thì khi mà mình còn nghèo với thực tại á, hay là mình soi sáng thực tại á, thì lúc đó nó sẽ là không có cái vấn đề gì cả. Tức là đó là hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng, nó hoàn toàn là hoàn hảo. Tức là nếu khi mà mình thực soi sáng. Thế nhưng mà bởi vì mình thường là bị tham sân si khởi lên. Chủ yếu là có tham sân si là nó cho nó dễ hiểu. Thì tham được ví như là nước. Tham được ví như là nước, như là cái người ta gọi là cái phần là chìm đắm. Thì tham á, thường hay nói là chìm đắm, tham đắm. Cho nên tham á là thường trưng cho giống như mình bị chìm dưới nước. Cái tâm tham á là giống như mình bị chìm dưới nước vậy, thế gọi là tham đắm. Bây giờ nếu mà mình đang bị chìm dưới nước, tức là mình đang bị tham đắm, mà mình dùng Quán Thế Âm, tức là mình, bởi vì cái lúc mà cái tâm tham đó khởi lên, đó là gọi là một thế âm, tức là một cái tiếng kêu đau khổ của một chúng sinh khởi lên. Khi một cái tâm mình khởi lên gọi là một chúng sinh, chẳng phải chúng sinh bên ngoài đó, mình cứu độ là cứu độ cái chúng sinh khởi lên trong này này, chẳng phải cứu độ chúng sinh bên ngoài. Bởi vì chúng sinh bên ngoài là họ phải học bài học để họ từ giác ngộ, cho mình cứu họ là không được mà phải là cứu cái chúng sanh trong này này. Cũng giống như là cái Địa Tạng mà nói rằng là nguyện rằng là khi nào mà còn một chúng sanh mà chưa được giác ngộ đó thì nguyện là chưa thành Phật. Thì đúng là bởi vì nếu mà bây giờ mình đây này, bây giờ mỗi người là một Địa Tạng á, mỗi người là một vị Địa Tạng á, nếu mà còn có một tâm tham sân si gì ở trong mình mà khởi lên, mình chưa giác ngộ nó được á, thì mình làm sao thành Phật được, phải không? Cái Địa Tạng tức là cái tâm địa của mình á, trong tâm địa của mình mà nó còn khởi lên tham sân si cả mà tà kiến gì đó thì mình thế nào giác ngộ được. Cho nên mình nguyện rằng là khi nào mà không còn một cái chúng sanh nào mà còn
mà chưa giác ngộ đó thì lúc đó là mình cũng chưa giác ngộ. Thật ra đó chính là cái quyền của tất cả mọi người, chứ không phải là địa tàng. Đó chính là cái biểu tượng của cái bản tâm của mỗi người, chứ không phải là. Thì bây giờ trong cái tâm mà vốn là Vipassana, chúng ta là cái tâm rộng lặng trong sáng đó, là có nhiều cái đức. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mà nói là tùng địa dục xuất, tức là nói rằng là các cái trong đó có rất nhiều cái đức nó xuất hiện. Ví dụ như đó là một cái ví dụ của cái tùng địa dục xuất. Nhưng mà ở đây đó, thì khi mình có một tâm tham khởi lên thì mình liền soi sáng lại. Mà khi soi sáng lại đó thì nên nhớ là thế này: khi soi sáng lại đó thì phải soi sáng bằng tâm từ, tâm bi, tâm từ bi, chứ không phải là soi sáng bằng, nếu mà mình cái tâm mình mà nó khởi lên rồi mà mình còn đè nén nó hay là mình còn đàn áp nó là sai, mà mình phải là soi sáng nó với lòng từ bi. Cho nên mình nói là Đức Quán Thế Âm là cái đức tính soi sáng với lòng từ bi đó. Thế bây giờ tâm tham khởi lên thì cái đức mà Quán Thế Âm ở trong mình á, cái Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong mình á, tức là một cái vị Bồ Tát cũng trong tâm mình mà ra chứ đâu hết á. Cái bên này là tâm tham, đó là một chúng sanh. Thì cái vị Bồ Tát mà soi sáng lại chính mình á, đó là Quán Thế Âm. Có Thế Âm cũng chính là một cái đức tính ở trong mình, chứ không phải là một ở bên ngoài. Thì khi mà mình soi sáng lại với tâm từ, tức là mình tròn vẹn tỉnh thức để thấy rõ cái tâm tham đó, thì tâm tham đó liền hết. Tức là một người đang chìm đắm mà niệm Quán Thế Âm liền hết chìm đắm. Còn mình lửa là tượng trưng cho sắc tâm sân. Thế giờ nữa là nhất sân chi họa năng thiêu và Phật công đức chi sơn, tức là một cái tâm, một cái niệm tâm sân mà khởi lên thôi á, hay là nhất niệm sân tâm khởi bá bảng tướng bốn tai, tức là một cái tâm niệm sân khởi lên rồi thì là sinh ra biết bao nhiêu là cái chướng ngại. Vì vậy cho nên bây giờ cái tâm sân mà mới khởi lên đó là liền nghe liền, mình nghe lại được liền đó, tức là chánh niệm chánh giác mình nghe lại được liền. Tức là mình soi sáng lại cái tâm sân đang khởi lên như thế nào. Thay vì mình sân là mình giả sử mình sân với cái ông A, thì mình cứ nhìn cái mặt ông A đó, là càng nhìn mặt ông A chừng nào là cái sân mình càng tăng lên chừng đó. Thay vì như vậy á, thì mình soi sáng lại chính cái tâm sân, quay lại cảm nhận rõ ràng cái tâm sân đang như thế nào đó. Thì lúc đó tâm sân nó sẽ hết. Đấy là pháp thiền, tu thiền á, thì tâm sân nó sẽ hết. Cho nên nó nói là khi mà mình bị lửa cháy mà niệm Quán Thế Âm liền hết lửa cháy, đang làm đại khái là vậy. Thì hoặc là mình bị bóng gông cùng mà niệm Quán Thế Âm này hết gông cùng. Ví dụ như mình một cái người một cố chấp một cái gì đó, gặp một chuyện gì một cái tâm nó cứ là cố chấp trong lòng ngoài, thì bây giờ chánh niệm tỉnh giác quay lại để mà soi sáng lại cái tâm đó, cảm nhận lại được cái trạng thái tâm đó, thì tự nhiên nó sẽ hết. Thành ra đây là một pháp tu đó. Nhưng mà tại vì là nhiều khi là các vị là cũng chịu dạng để cho Phật tử lấy đó làm pháp tu, mà cứ để cho các Phật tử cứ tin rằng là mình có khổ gì thì mình cứ cầu Đức Quán Thế Âm mà ngày sẽ tới ngày làm cho mình hết khổ. Mà nếu như vậy tôi quá khỏe. Tôi xin đọc hai câu thơ mà hồi xưa học trong trường Phật học để đào tạo ra giảng sư để mà đi dạy pháp á. Có hai câu thơ là: y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quang, mà lìa kinh nhất từ tức đồng ma thiết. Nghĩa là y kinh mà giảng nghĩa đó là đồng ma ba đời chi Phật, hiểu không? Tức là vào trong lửa mà lửa chẳng cái đặng, nếu mình giảng ô vậy là quý vị tin theo đi một gì nó, quý vị thì không thấy không, quý vị vào lưỡi thì không bị lửa đốt, là mình làm an ba đời chi Phật rồi, phải không? Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quan, nhưng mà lìa kinh nhất tự á, mà lìa kinh mà nói á, thì đồng với ma thiết, không phải là Phật nữa, không phải là giảng Phật nữa. Cho nên là
Chứ thì giảng sư đó là rất là khó. Phải giảng làm sao, hiểu không? Tinh thần làm sao để cho Phật tử hiểu được. Mà giảng y trong kinh đó thì là mang chi Phật. Mà lìa ra thì như mai thì giảng sao? Thì bây giờ Hòa Thượng hôm nay Hòa Thượng giảng có gì hiểu đó, đó là tinh thần của nhà Phật là như vậy. Đó là trong kinh rất nhiều ẩn dụ mà chúng ta phải có cái trí huệ, chúng ta phải học thì chúng ta mới hiểu được hết, để chúng ta có thể hiểu đúng tinh thần cái bản kinh đó và chúng ta áp dụng để chúng ta tu hành. Quý vị nào còn câu hỏi nào sau cùng không? Quý vị nào còn câu hỏi nữa không? Dạ, còn ai có câu hỏi không? Dạ, còn mời. Hiện tại bây giờ và ở đây, thầy nói là không đến không đi, những cái từ là như lai, không đến cũng không đi, hiện tại là bây giờ thì là niết bàn. Con hiểu phần đó, xin thầy giải rõ cho con. Thật ra đó, khi Đức Phật ngài nói mà tập đế khổ đế, ngài nói khổ đế trước rồi đến tập đế, là bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật ngài dặn cho năm vị kiều trần dư, bởi vì năm vị kiều trần dư đang tu cái khổ hành, cho nên Đức Phật ngài do đó mà ngài nói khổ trước. Thực ra mà nói, giả sử như một cái người mà bây giờ họ đã sẵn thánh tịnh rồi, thì lúc đó Đức Phật ngài chỉ niết bàn trước. Thật ra niết bàn là có trước, còn niết bàn là có trước, vì cũng giống như nước đó. Cũng giống như nước là nó có trước, còn sống là do có cái duyên gì đó nó mới sống thôi. Chứ còn thực ra là nó gần là có trước. Thì á, nói cho dễ hiểu là thế này. Bây giờ nếu mà mình ngồi đây mà tâm mình đừng có tham sân si gì cả đó, là niết bàn cái gì nữa. Mà Đức Phật, cho nên Đức Phật ngài định nghĩa niết bàn rất là hay. Ngài nói là không tham, không sân, không si, tức là niết bàn. Thì á, thế lấy ví dụ như thế này, bây giờ có người họ tới họ chửi mình, mà tâm mình vẫn thanh tịnh trong sáng, họ chửi mình vẫn có nghe, mình thậm chí mình còn thương họ nữa là khác, thì lúc đó đâu có tập đế khổ đế, phải không? Mà không có tập đế khổ đế tức là nào đế dân đế đó. Cho nên mình cứ nghĩ cái niết bàn nó quá xa đấy, cho nên đâm ra là mình nghĩ là không bao giờ mình tới. Mình tập niết bàn trở thành một cái ảo tưởng quá xa, và mình cố tu làm sao đó để tới đó. Chứ mà thực ra đó, chỉ cần là xả ly tham đoạn diệt thì là an tịnh chánh trí giác ngộ niết bàn. Mà xả ly tham đoạn diệt tức là khi mà mình thấy rõ, bây giờ nghe cái đó chưa, mình nghe rất là rõ, nhưng mà tâm mình vẫn không động. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã từng trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời rồi. Cho nên bây giờ gặp như vậy trong mình vẫn không động, nhưng mà cũng cần phải nhập định gì cả, đúng không? Cũng cần phải nhập định đó. Mà vì cái trí tuệ đó do thấy như thật đó, chánh kiến đó, do chánh kiến chánh tư duy, cho nên là thấy đúng như thật. Vì vậy mà họ nói, nhưng mà tâm mình vẫn là thanh tịnh trong sáng, thì lúc đó chính là niết bàn. Thì Đức Phật ngài nói là trong cái kinh Hạnh Phúc Kinh Mangala Sutta, thì Đức Phật ngài có dạy là khi xúc chạm việc đời, tức là cái việc đời, rất là mình thường mình hay gọi là pháp thế gian, người ta được mất hơn thua thành bại, vui khổ vinh nhục, tất cả những cái pháp đó gọi là pháp thế gian. Nhưng mà khi xúc chạm việc đời, tức là xúc chạm pháp thế gian, thì tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm, là phúc lành cao thượng. Cái chữ phúc lành cao thượng đây chính là niết bàn. Phúc lành cao thượng là nibbana param sukham, tức là niết bàn là cái phúc lành cao thượng đó. Cho nên là khi mà nếu mà tâm mình vẫn không động, giống như ngài thiền sư ở Nhật Bản Quán Kế đó, thì là không cần tu gì cả, chỉ cần tâm
bất sinh là được. Tức là ai chưa tâm cũng không sinh, ai kèm tâm cũng không sinh. Không sinh đó, ở đây cũng có nhiều người nói là không sinh đó, có cái tâm nó giống như là gỗ đá, không phải. Tâm không sinh nhưng mà tâm vẫn hoàn toàn là rộng lặng trong sáng. Chứ không phải là mà rộng lặng trong sáng, cho nên tất cả những cái mà khi mà thầy có để thầy nói thêm một cái điểm này. Điểm này để nói bên tịnh độ một chút xíu, tức là nói liên hệ đến chuyện này. Tức là mình đã người mà tu tịnh độ cứ tin rằng là mình niệm Phật và sau khi mình chết đó, là được Đức A Di Đà tiếp dẫn. Nhưng mà thực ra cái nghĩa của nó đúng nghĩa mà cốt lõi đó, có nghĩa như thế này. Không phải là chết, mà khi chết đi cái bản ngã đó. Khi chết đi cái bản ngã, tức là bây giờ mình sống mà mình hoàn toàn rộng trong sáng thì chứ là không còn bản ngã nữa. Nếu mình đi đứng nằm ngồi làm tất cả mọi chuyện mà tâm rộng lành trong sáng là lúc đó không có bản ngã. Mà lúc không có bản ngã đó thì chính cái tánh giác đó, chính cái tâm mà Đức Phật ngài gọi là chói sáng đó, chính cái tâm chói sáng đó lúc hướng dẫn mình làm tất cả mọi thứ đều đúng hết. Tức là lúc đó mình là nói năng hành động suy nghĩ gì đều đúng hết đó. Là nhờ cái tâm mà khi tâm mình thanh tịnh đó thì cái tâm cái tánh sáng suốt đó hướng dẫn mình, thì cái đó chính là nói là khi mình chết đi thì được Đức A Di Đà tiếp dẫn. Cho nên thực tế là khi mình đàn con sống mà chết đi cái bản ngã đó thì lúc đó chính cái tánh giác là hướng dẫn mình làm tất cả mọi chuyện. Thì những cái vị mà giác ngộ đó họ sống, họ vẫn hành động, nói năng suy nghĩ, họ vẫn làm tất cả mọi chuyện, nhưng mà luôn là làm với trí tuệ, luôn là làm với tánh giác. Cho nên khi mà họ làm với tánh giác thì họ cũng còn sai sót, cũng còn sai xấu bất kỳ cái gì được cả. Thì trong Phật giáo gọi là các vị đó họ làm với tâm di tác, tức là họ làm nhưng mà tâm vẫn không động. Làm tất cả mọi chuyện như Đức Phật ấy, cũng là Đức Phật ngài đi trước pháp rồi là tâm ngài đồng sắc, đồng tâm vẫn không đồng. Chứ không phải đừng có nghĩ là tâm bất sinh mà không đồng, tức là lúc đó không làm gì cả. Mà Đức Phật ngài đã đạt đến cái chỗ không đồng đó, nhưng mà ngài 45 năm ngài vẫn là đi trước pháp, ngài vẫn là chịu tắm mưa đủ thứ để ngài đi khai ngộ cho mọi người. Hôm nay phải dùng hai chữ khai thì mới đúng cho buổi tuyên pháp hôm nay. Hòa thượng đã trong thời gian rất là ngắn, khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, mà hòa thượng muốn khai thị chúng ta thấy được cái chân tâm của tánh của mình. Mỗi chúng ta đều có cái bản tâm thanh tịnh, cái tánh giác, nhưng mà bởi vì chúng ta bị vô minh, bị cái tánh tham, sân và si, nó giống như cái mây đen mà nó che khuất cái ánh sáng mặt trời đó. Tâm chúng ta giống như ánh sáng mặt trời, giống như mặt trời, nhưng mà bị mây nó che, là tham sân si nó che mất đi, cho nên là tánh giác chúng ta không có hiện lộ, chúng ta không sống được cái tánh giác của mình, không sống được cái bản tâm thanh tịnh của mình, cho nên chúng ta mới bị vô minh dẫn dắt, chúng ta mới mắc phải rất nhiều sai lầm, và chúng ta mới bị buồn, giận, thương, yêu, ghét, nó làm bấy rối tâm tâm ta, chúng ta bị trầm cảm, chúng ta bị đau khổ, chúng ta bị thất tình lục dục lôi kéo. Trên hôm nay hòa thượng chỉ cho chúng ta thấy rằng là mỗi người chúng ta có được cái tánh giác, và quý vị sau khi nghe buổi giảng này đi về đi tư duy để vì thấy được, nhận được tánh giác của mình, và khi mà nhận được tánh giác của mình thì cái chân tâm của mình rồi đó, thì vì an trụ trong đó, quý vị sống trong đó, thì quý vị sẽ vượt qua được tất cả những khổ đau. Quý vị không còn bị là gọi là bà liệu á, người ta mình muốn ta buồn, người ta nói vài câu chê mình đi buồn, thấy không? Mình muốn mình vui, người ta khen nhà cửa mình vui, thấy không? Người ta bà liệu á, thì giờ mình sống được trong cái từ tâm thanh tịnh của mình đó, thì mình sẽ được an tịnh, thấy không? An lạc, nó không phải bị chi phối từ bên ngoài, mà nó được sự an lạc từ trong cái tự tâm của mình. Đó, thì và chính là hòa thượng là một đề tài rất là khó, mà trong thời gian rất là ngắn
Hòa Thượng đã khai thị cho chúng con để mà hàng Phật tử đây là lần đầu tiên được nghe những lời giáo huấn của Hòa Thượng rất là cao siêu, bài pháp rất là cao mà trong thời gian rất là ngắn. Chúng con cũng hy vọng là Phật tử ở đây quý vị có thể cảm nhận được chút ha. Bây giờ tâm có hiểu chút nào không? Có tự tin không? Tự tin mình có tính giác không? Tự tin không? Tự tin cho Hòa Thượng chào hóa tay không? Bởi vì từ đây chúng ta mình cứ tìm cầu Phật ở ngoài không à, không? Mà không có biết trở về tìm ông Phật trong tâm của mình, không? Và độ những cái chúng sanh như ngài nói là địa tạng với Bồ Tát, Phật Bồ Tát đó là. Còn chúng sanh nào là ngài chưa thành Phật được, bởi vì trong cái chúng sanh là những cái niệm mà buồn vui giận hờn thương ghét của mình đó, không? Đó là chúng sanh cần phải độ á. Đó thì hôm nay mà thực khai thì chúng ta thấy và chúng ta có sự tự tin, không? Mình tự tin mình thêm cái tên là mình có được cái đó để mình có thể từ từ mình tìm tòi nó, mình trở về sống với nó. Khi mà thực sự thời gian cũng đã hết và chúng con xin thay mặt cho toàn thể chư tăng ni và Phật tử của đạo tràng thì chúng con thành kính chư ân Hòa Thượng đã từ bi lân mẫn đến đây để ban chúng con từ pháp vào tối hôm nay thật là ý nghĩa, thật là sâu sắc. Và đúng là ngài là một bậc tầm tâm thạch trụ cho chúng con nương tựa. Ngài đã nghiên cứu và thông đạt hai tư tưởng Nam truyền và Bắc truyền Phật giáo, từ thiền tông Nguyên Thủy cho đến thiền tông Đại Thừa Phật giáo bên Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam, ngài được thông đạt hết. Ngài đúng là một vị đạo sư lớn cho chúng con nương tựa tu học. Bây giờ con kính mời tất cả mọi vị cùng chắp tay hồi hướng nha. Mọi vị cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp